Anh ơi, em có thai rồi. Tiếng cô Ba Nị thủ thỉ bên tai của Chín Móc làm anh giật mình quay mắt nhìn lại. Móc lắp bắp hỏi: Em nói là em có thai thật đấy à? Nị tỏ thái độ giận dỗi: Chứ anh tưởng em nói đùa đấy à? 3 tháng rồi đây này. Móc trợn tròn mắt: Anh nhớ lúc nào anh cũng cẩn thận mà. Nị dùng dằn nói: Làm sao mà em biết được? Em chỉ có quen anh thôi, chưa có ai nữa đâu. Móc lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cân nhắc suy nghĩ một lúc, Móc quyết định nói với Nị: Em à, hay mình phá bỏ đi nhé. Nị bực tức quát lớn: Anh nói gì vậy hả? Con của anh cơ mà, anh nói vậy mà nghe được sao? Móc bình tĩnh giải thích cho Nị nghe: Em biết hiện tại anh đã có vợ con rồi mà, nhưng vì thương em nên anh lén lút quen em. Anh đã xác định với em mình chỉ là nhân tình thôi mà. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn nên em phải hiểu chứ. Nị lắc đầu nói: Vậy tại sao anh không ở nhà với vợ anh đi mà tìm đến tôi làm gì chứ? Móc bảo: Em quên rồi sao? Ta yêu nhau từ khi còn nhỏ, nhưng vì gia đình anh và vợ anh đã có ước hẹn nên anh phải lấy vợ anh và đẻ ra thằng Tị. Chứ người anh yêu vẫn là em, chỉ mình em thôi mà. Nị như không muốn nghe những lời ngon ngọt của Móc nữa, cô đi lại chỗ khác mà ngồi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Đúng là không có cái dạy nào bằng cái dạy này mà. Chấp nhận làm nhân tình cho họ, rồi bây giờ mẹ con tôi được gì? Được gì chứ hả? Thấy Nị khóc, Móc vội chạy lại ôm lấy cô vỗ về: Thôi được rồi, để anh về nhà bàn tính với ông bà già với vợ anh xem thế nào đã. Nghe những lời nói này của Móc, Nị mới chịu buông lỏng mà gật đầu ôm lấy Móc. Anh nhớ đấy nhé, con và em không chờ được lâu đâu đấy. À, bố về. Mẹ ơi, bố về kìa. Bé Tị thấy bố về vội la toáng lên rồi chạy ra nhào vào lòng bố. Chị Lai, ông Quần bên cao bên thấp chạy lên nhà hỏi han chồng: Anh về rồi đấy à? Móc nhìn vợ mà cảm thấy ngán ngẩm. Quần áo lùm thùm, mặt mũi đen nhẹm, người thì toàn mùi cám heo, làm anh cũng chả muốn về nhà nhiều. Gạt hết suy nghĩ về vợ mình, anh nói: Ừ, anh mới về. Thôi, em vào nhà chuẩn bị cơm nước đi nhé. Tối anh mời bố mẹ sang ăn cơm, có việc đấy. Dạ, em biết rồi. Nói rồi, cô vào trong bếp, tiếp tục công việc bếp núc của mình. Bữa cơm tối được diễn ra, mọi người vui vẻ mà ăn uống. Tuy chỉ có Móc là vẫn luôn luôn cố tỏ ra vui vẻ, chỉ trong lòng anh, nặng trịch như đeo ngàn tấn đá trên người vậy. Sau bữa cơm, mẹ và vợ anh bắt đầu thu dọn rồi trò chuyện với nhau trong nhà. Còn anh và bố thì ngồi đằng trước sân uống trà. Bố anh, ông Thuận lên tiếng: Mày lại làm ra việc gì tay đình phải không con? Tao nhìn là biết mà. Thế có việc gì? Móc lắp bắp: Bố này, lúc còn trẻ bố có đi ngoại tình không? Ông Thuận đang nhấp ngụm nước trà mà như muốn phun ra, vội nuốt ngược trở lại mà nói: Ôi trời ơi, mày lại đi ngoại tình hả con? Tiên sư nhà anh, có vợ con rồi mà còn cố gồng gánh ngoại tình để có con rơi con rớt ở ngoài. Móc ngẩng đầu lên mà nói: Ủa, sao bố biết con có con rơi ở ngoài? Ông Thuận lúc này mặt đỏ tía tai, vỗ bàn bình bịch quát lớn: Tao bế mày từ lúc lọt đít mà sao tao không biết? Thấy thái độ của mày là tao nghi ngờ rồi. Nó là con nào? Mày nói mau. Ông Thuận chỉ tay vào trong nhà nói tiếp: Cái gia đình này đang êm mắm, giờ cũng sẽ tan vỡ vì mày. Vì mày đấy con ạ. Móc không nói được gì, chỉ yên lặng mà nhìn vợ con mình thở dài. Thôi, chuyện đã tới nước này, mày hẹn con nhỏ đó cho bố mẹ gặp, giờ bố mẹ tính cho. Móc nghe bố nói nên anh đồng ý gọi điện cho Nị
nói toàn bộ sự việc như thế. Ni cũng đồng ý mà bảo rằng sáng mai sẽ gặp hai bác mà nói chuyện. Sáng hôm sau, Móc đón Ni từ xã bên sang đến nhà bố mẹ ruột của anh. Bà Hy đã được chồng mình kể từ tối hôm qua nên không có gì là ngạc nhiên hết. Thấy con trai đến, bà bảo: "Đến rồi đấy à? Tưởng ai, hóa ra là cô Nị. Thôi vào nhà đi, kẻo ăn sớm họ thấy, rồi lại theo dệt thêm mệt lắm." Nị không khách khí mà bước vào nhà. Bà Hy nhìn Móc bảo: "À mẹ quên, hôm nay là phải lấy thịt, mai là mâm cơm dỗ ông nội. Con chạy sang nhà bà Tám lấy thịt với xương cho mẹ, tiền mẹ gửi bà ấy rồi." Móc liền đứng dậy rồi nói xin phép với bố mẹ đi qua nhà bà Tám lấy thịt. Lúc này chỉ còn bố mẹ của Móc và Nị ngồi đối mặt với nhau. Bà Hy lên tiếng: "Cô Nị này, cô biết thằng Móc nhà tôi nó có vợ con rồi, mà sao cô còn đi quyến rũ nó?" Nị nghe thế liền đổi thái độ mà nói: "Ôi bác nói vậy là không đúng. Anh Móc chê vợ ảnh quê mùa, không biết chiều chồng nên ảnh mới mò đến cháu. Bác cũng biết mà, cháu với anh ấy yêu nhau từ lúc còn đi học, nên cháu cũng mềm lòng mà trót dại bác à." Cô xoa xoa lấy bụng mình rồi thúc thích: "Cháu cũng không ngờ là anh ấy nhẫn tâm muốn từ bỏ con ruột của mình." Nói rồi Nị bật khóc như mưa mà không ngừng xoa bụng. Ông Thuận thấy thế liền bảo: "Này, tôi tính thế này nhé. Cháu thì cũng là cháu của tôi, nên cô cứ đẻ ra rồi vợ chồng tôi nuôi. Ông bà sẽ nuôi cháu khôn lớn. Còn cô thì chắc cô cũng biết là con trai tôi đã có gia đình rồi, nên cô buông bỏ nó đi, coi như cô đá vào mặt nó đi." Nị khóc lóc lắc đầu: "Không được đâu bác, giờ họ sẽ nói cháu không chồng mà chữa hoang. Cháu thì không sao, nhưng bố mẹ cháu sẽ như thế nào đấy bác?" Ông Thuận hết cách đành nói tiếp: "Thôi được rồi, cả cô nữa, cứ về vợ chồng tôi nuôi rồi mình tính tiếp." Nị nín khóc, cô gật đầu đồng ý rồi chào ông bà ra về. Tuy biết rằng chồng mình ngoại tình rồi có con ngoài ý muốn, nhưng là người dễ tính nên lại cũng chấp nhận. Cô rất buồn, đêm nào cũng ôm lấy bé Tì mà khóc. Bố mẹ của Lại ở xa nên chuyện này cũng được ông bà nội giấu kín. Ông bà đối xử tốt với Lại hơn, quan tâm con dâu mình hơn, vì ông biết lỗi là con trai mình làm ra và con dâu đang chịu quá nhiều thiệt thòi. Hôm nay Nị hẹn Lại ra bờ sông cuối làng để có chuyện muốn nói, vì Nị bảo ở nhà sẽ không tiện. Lại cũng đồng ý mà ra bờ sông nơi Nị đã hẹn. Lúc này trời đã nhá nhem tối nên không có ai qua lại. Nị nói: "Chị Lại này, chị không ghen với tôi sao?" Lại lắc đầu mỉm cười đáp lại: "Ghen thì được gì sao?" Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm Lại buồn sâu thẳm. Cô bước lại phía gốc cây gần dòng sông mà nhìn ra xa, nơi có vài con sóng nhỏ lăn tăn, như lòng cô đang buồn bã. Tiến lại gần chỗ Lại, Nị đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai cả. Cô mạnh dạn đẩy Lại xuống dòng sông nhỏ ấy. Lại vùng vẫy đưa tay lên cầu cứu. Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi, khiến cho Lại không thở được mà chỉ biết đưa tay lên ú ớ: "Cứu, cứu." Nị đứng trên bờ, mở to đôi mắt gian ngát mà nhìn Lại đang dần dần yếu ớt chìm xuống dòng sông. Rồi sau đó vội mở điện thoại mà hét lên vào máy của Móc: "Anh Móc ơi, cứu em, cứu em. Chị Lại để em xuống sông kìa anh ơi." Nói rồi Nị từ từ nằm xuống gần mép bờ sông. Ngay đến đây, Móc vứt cái điện thoại mà chạy như điên về nhà. Dòng sông, Móc chợt hiểu ra là dòng sông cuối làng. Phóng xe với tốc độ cao, Móc chạy đến cuối làng. Trời lúc này đã tối, nhưng nhờ có ánh trăng nên anh có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đầu tiên
là anh đỡ Nị dậy vì cô đang nằm sát gốc cây. Chỉ trong gang tấc có thể lọt xuống sông ngay. Vừa thăm dò người Nị, móc hỏi cô dồn dập: "Lại đâu? Là đâu hả em?" Nị sụt sùi rồi dàn dụ nước mắt, chỉ tay xuống dòng sông: "Chị Lại, chị ấy rơi xuống sông rồi anh ơi." Không kịp để Nị phản ứng, móc vội lao ùm xuống sông với hy vọng tìm kiếm và vớt Lại lên. Nhưng cái bóng tối bao phủ làm móc không thể nào thấy rõ được gì. Mò lạng quạng cho đến khi đuối sức thì anh leo lên bờ, lấy điện thoại gọi cho người đến cứu và đưa Nị đi viện. Móc chả biết nói gì, anh cứ đứng đó mà ngơ ngác nhìn xuống dòng sông. Anh hối hận nhưng đã quá muộn màng. 2 giờ sáng, họ thấy xác cô Lại lơ lửng giữa mặt nước, tóc xõa dài trong nước loang xoang khắp nơi. Dưới ánh đèn pin, họ có thể thấy khuôn mặt cô Lại trắng bệch và đôi mắt đang tròn tròn nhìn lên trên mặt nước. Những người cứu hộ khá hoảng sợ, nhưng rồi vẫn cố gắng hết sức mà đưa xác cô Lại lên bờ. Gia đình ông Thuận ôm lấy xác chị Lại mà khóc nức nở. Tiếng bà Hy ai oán vang lên trong đêm tối, nghe hết sức thê lương. Móc cũng đang ôm lấy thi thể vợ, anh hối hận thật sự. Anh ước gì những việc mình làm khi trước đã chưa từng xảy ra. Anh ước gì thời gian có thể quay lại để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Gia đình ông Thuận buồn bã mang xác chị Lại về. Về đến nhà thì quan tài cũng đã được chuẩn bị. Lại được đưa vào phòng thay quần áo rồi đặt vào trong quan tài. Cô chết không nhắm mắt, chính tay mẹ chồng đã vuốt xuống cho cô. Lúc này Móc mới dám gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ vợ biết là vợ mình đã chết. Thằng bé Tị đột nhiên tỉnh giấc, từ bên phòng mình nó đi ra, ngạc nhiên khi thấy nhà mình sao nhiều người vây kín đến thế. Mẹ nó nằm đó, tuy người đã sưng phù nhưng nó vẫn nhận ra đó là mẹ của nó. Nó đến bên cạnh bố mà lay lay hỏi: "Bố ơi, mẹ bị ốm à?" Bố nó lắc đầu ôm chặt lấy nó, hôn lên trán nó mà nói: "Tị à, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy mẹ nữa." Nói đến đây, anh nào khóc như đứa trẻ mà ôm hôn lấy con. Bé Tị chỉ cười mà nói: "Bố nói gì vậy? Lúc nãy mẹ còn ru cho con ngủ nữa mà." Mọi người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào thằng Tị mà hỏi: "Tị, con nói gì vậy? Mẹ ru con ngủ khi nào?" Bé Tị hồn nhiên trả lời: "Tối qua mẹ bảo cô Nị muốn gặp mẹ nên mẹ đi, bảo con ở nhà xem tivi, lát nữa mẹ về. Nhưng chắc tại trời mưa nên khi về nhà mẹ ướt hết người. Nhưng mẹ vẫn bảo con vào phòng, mẹ hát ru cho con ngủ." Nghe đến đây, tim mọi người như thắt lại mà xót xa nhìn thằng bé. Thằng bé xì xào với bà nội: "Bà ơi, hình như bố la mẹ đấy nên mẹ khóc nhiều lắm. Con bảo mẹ nín mà mẹ không nín, cứ khóc hoài." Bà Hy ôm lấy cháu mà nghẹn ngào: "Từ nay thằng bố mày không còn chửi nữa đâu." Mọi người nghe gia đình ông Thuận kể lại là Lại ra bờ sông rồi trượt chân mà ngã xuống. Còn khi Móc hỏi Nị về cái chết của Lại thì cô kể là có hẹn Lại ra nói chuyện, nhưng Lại chửi bới rồi để Nị ngã xuống, và rồi Lại mất đà ngã xuống sông. Bố mẹ Lại khóc cạn nước mắt mà xót thương con gái mình. Họ vẫn chưa biết chuyện Móc có con riêng bên ngoài. Ngày đưa xác Lại ra nghĩa địa là ngày mưa to tầm tã. Mưa to như chút nước xuống vậy. Nhưng khi mọi người khiêng cái quan tài ra ngoài thì trời tạnh mưa hẳn đi. Mãi cho đến 2 tiếng đồng hồ khi mọi việc xong xuôi thì mưa lại đổ xuống, khiến ai nấy đều bị dính nước mưa ướt hết. Đằng sau những rặng cây tre, một bóng người tóc tai rủ rượi. Cô bị dính cả nước sông lẫn nước mưa nên người ướt át. Nước mắt cô
đang chảy dài trên gương mặt trắng bệch của mình. Cô nhìn bóng con trai đang được ông nội cõng về mà nghẹn ngào nức nở. Tiếng khóc ai oán hòa vào tiếng mưa như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.